Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Nam Loan Channel. Ở video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo một cái phân vùng recovery để cứu hộ máy tính khi máy gặp phải lỗi trong quá trình sử dụng mà không cần phải sử dụng tới các cái đĩa cài Win hoặc các cái USB cứu hộ. Nguyên lý là cái phân vùng cứu hộ này sẽ được tạo ở trên cái ổ cứng của các bạn để sử dụng khi máy của các bạn gặp lỗi. Thì để thực hiện theo cách này thì đầu tiên các bạn sẽ phải chuẩn bị cho mình một số thứ như sau. Cái thứ nhất là các bạn phải có file cài đặt Windows 10. Ví dụ ở đây mình đang có một file là file Windows 10 1909. Lưu ý là cái file Windows 10 này phải có cùng phiên bản đối với cái hệ điều hành mà các bạn đang sử dụng. Thì để biết máy của các bạn đang sử dụng cái hệ điều hành phiên bản bao nhiêu bit thì các bạn hãy kích chuột phải vào ZPC, sau đó chọn Property. Tại cái cửa sổ System, các bạn để ý cho mình cái mục System Type. Ở đây như máy của mình là đang chạy phiên bản 32 bit, tức là cái file ISO Windows 10 mà mình tải về cũng phải là phiên bản 32 bit. Do vậy các bạn hãy chú ý phần này để tải cái phiên bản Windows 10 về sao cho nó đúng cái số bit mà hệ điều hành các bạn đang sử dụng. Sau khi xác định được cái số bit của hệ điều hành thì các bạn hãy lên mạng để tải cái file ISO Windows 10 về. Thì các bạn có thể vào kênh của mình đã từng đăng một số cái video hướng dẫn cách tải Windows 10 trực tiếp từ trang chủ của Microsoft mà không cần phải sử dụng bất kỳ một phần mềm nào của bên thứ ba. Cái thứ hai mà các bạn cần phải chuẩn bị đó là cái phần mềm ECBCD. Ở đây mình đang sử dụng là cái bản ECBCD 2.4. Mình sẽ để link ở phần mô tả của video. Các bạn có thể kéo xuống phần mô tả của video để xem link tải cái file ISO Windows 10 và cái phần mềm ECBCD. Sau khi tải xong hai phần mềm này, chúng ta sẽ tiến hành các bước tiếp theo. Thứ nhất đó là để tạo được một cái phân vùng recovery. Trước tiên là chúng ta sẽ phải có một cái phân vùng recovery đã. Như các bạn thấy, hiện nay ở trong máy của mình ở đây là đang có hai phân vùng, đó là ổ C và ổ D. Bây giờ mình sẽ tách lấy 10GB từ phân vùng ổ D ra để tạo thành một cái phân vùng recovery giúp cứu hộ máy tính sau này. Thì để tạo một cái phân vùng recovery, chúng ta sẽ kích chuột phải vào ZPC chọn Manager. Tại cửa sổ Computer Management, các bạn bấm chọn vào Disk Management. Ở đây các bạn có thể chia nhỏ cái ổ C hoặc ổ D ra 10GB để tạo cái phân vùng recovery. Trong trường hợp này ổ D của mình đang có 20GB, mình sẽ chia nhỏ ra thêm 10GB để tạo một cái phân vùng recovery. Tức là mình sẽ tạo thêm một cái phân vùng ổ cứng nữa có dung lượng 10GB ở trên cái ổ cứng này của mình. Ở đây mình sẽ kích chuột phải vào phân vùng ổ D, sau đó chọn Sync Volume. Tại cửa sổ Sync, các bạn hãy chọn cái dung lượng mà các bạn muốn sử dụng. Ở đây mình muốn tạo thêm một cái ổ có dung lượng 10GB thì mình sẽ nhập thêm vào 1GB có dung lượng là 1024 MB. Như vậy 10GB thì sẽ có dung lượng là 10240 MB. Mình sẽ đánh là 10240, sau đó bấm Sync để chia 10GB từ cái ổ D ra. Lúc này các bạn thấy phía bên phải của cái ổ D đã xuất hiện một cái ổ có dung lượng 10GB màu xanh lá cây đây. Và cái ổ này đang có dung lượng trống, tức là free space. Các bạn kích chuột phải vào cái phần trống này và chọn New Simple Volume, sau đó bấm Next. Ở đây các bạn hãy để dung lượng lớn nhất để sử dụng hết toàn bộ, sau đó bấm Next. Tiếp theo là chọn cái ký tự ổ đĩa, mình sẽ để mặc định ở đây là F, sau đó bấm Next. Tiếp theo đến cái phần cài đặt thì phần File System mình sẽ để là NTFS, phần Allocation sẽ để là Default và phần Volume Label mình sẽ đánh tên là Recovery, sau đó bấm Next. Cuối cùng Finish để hoàn tất. Sau khi tạo xong một cái phân vùng recovery thì các bạn thấy ở trên máy tính lúc này đã xuất hiện thêm một cái ổ F có tên là recovery. Các bạn hãy mở readpc lên, lúc này nó đã xuất hiện một cái ổ F có tên là recovery. Công việc tiếp theo sau khi tạo được cái phân vùng recovery đó là các bạn hãy copy cái file cài đặt Windows 10 vào trong phân vùng recovery.
Các bạn lưu ý nhé, file cài đặt chứ không phải là file ISO nhé. Do các cái file cài đặt Windows 10 các bạn tải ở trên mạng về đều là file ISO. Do vậy các bạn sẽ phải giải nén nó ra để copy vào phân vùng recovery vừa tạo. Trên Windows 10, người ta đã tích hợp sẵn cái chức năng đó là măn cái file ISO ra một cái ổ đĩa ảo. Thì các bạn hãy kích chuột phải vào cái file ISO, sau đó chọn măn để măn những cái file cài đặt bên trong ra một cái ổ đĩa ảo. Các bạn cũng có thể sử dụng các cái phần mềm ví dụ như Ultra ISO hoặc là WinRAR để rải nén cái file ISO. Còn mình sẽ sử dụng cái tính năng có sẵn của Windows 10, đó là tính năng măn ra ổ đĩa ảo. Sau khi măn ra ổ đĩa ảo thành công, các bạn copy toàn bộ cái file cài đặt vừa được măn ra ổ đĩa ảo vào trong cái phân vùng ổ F Recovery, paste vào và đợi một lát cho quá trình copy được hoàn tất. Sau khi copy xong các cái file cài đặt vào trong cái phân vùng Recovery thì các bạn quay trở lại. Bước tiếp theo, chúng ta sẽ cần phải cài đặt cái phần mềm ECBCD. Các bạn sẽ kích chuột phải và chạy cái file ECBCD để cài đặt cái phần mềm ECBCD vào máy của các bạn. Việc cài đặt này diễn ra rất đơn giản, các bạn chỉ cần bấm Next liên tục và sau đó bấm Finish để hoàn tất quá trình cài đặt. Sau khi cài đặt thành công, các bạn hãy khởi chạy chương trình ECBCD. Cửa sổ cho Erlangwick, các bạn có thể chọn ngôn ngữ của cái phần mềm ECBCD. Ở đây mình sẽ chọn mặc định là tiếng Anh, sau đó bấm Go để tiến hành. Sau đó một cửa sổ hiện lên, các bạn sẽ bấm OK để tiếp tục chạy phần mềm. Như các bạn đang thấy, đây là cái giao diện chính của cái phần mềm ECBCD bản 2.4 bản mới nhất đến thời điểm hiện tại. Tại đây các bạn bấm vào Add New Entry. Tiếp theo chọn vào cái phần WinPE. Tiếp theo phần name các bạn đặt cho mình là Recovery. Tiếp theo phần path các bạn bấm vào cái phần thư mục đây để mở lên. Sau đó chọn tới cái ổ Recovery vừa nãy các bạn copy file Windows 10 vào, các bạn bấm vào. Sau đó bấm vào cái mục suộc. Tại đây các bạn bấm chọn vào mục Boot Win. Sau đó thì các bạn bấm vào cái nút dấu cộng này cho mình. Lưu ý nhé, đối với những cái bản cũ hơn thì chỗ này nó sẽ là cái chữ Add Entry. Còn đối với phiên bản 2.4 trở lên thì ở đây nó sẽ là dấu cộng. Các bạn bấm vào dấu cộng này cho mình nhé. Các bạn thấy có một cái thông báo là thành công, successful ở đây. Tiếp theo các bạn bấm vào cái mục Exit Boot Menu. Lúc này các bạn thấy nó đã xuất hiện thêm một cái phân vùng Recovery. Thì ở đây các bạn sẽ để chế độ mặc định cho mình sử dụng Metro Boot Loader này. Cool down from, đây là cái phần mà cái thời gian chờ cho các bạn chọn chạy vào hệ điều hành Windows hoặc chạy vào cái phần Recovery này. Ở đây nó sẽ để là 30 giây, nhưng mà nếu để 30 giây thì quá trình chờ đợi của các bạn nó sẽ diễn ra tương đối lâu. Do vậy chỗ này chúng ta chỉ nên để từ khoảng 5 đến 10 giây. Mình sẽ để là 10 giây đi. Lưu ý với các bạn nhé, ở đây cái phần default này này, bạn sẽ chọn cái phần khởi động mặc định sau cái 10 giây mình đặt đây. Như hiện tại ở đây sau 10 giây nếu mình không lựa chọn giữa Windows 10 và Recovery thì máy sẽ tự động đăng nhập vào Windows 10. Còn nếu mình chọn xuống phần Recovery thì sau 10 giây này nếu mình không chọn một trong hai cái phần này thì máy sẽ tự động đăng nhập vào cái phần Recovery. Ở đây mình sẽ chọn Windows 10 làm cái phần mặc định và sau đó bấm chọn Save Setting. Các bạn thấy thông báo các cái cài đặt của bạn đã thực hiện thành công. Giờ bạn hãy tắt ECBCD này đi. Một thông báo hiện lên thì các bạn bấm vào Not Now để tắt cái phần mềm đi. Giờ chúng ta sẽ đi kiểm tra xem các bạn đã tạo thành công cái phân vùng Recovery hay chưa. Các bạn mở ZPC lên. Sau đó các bạn để ý cho mình cái phân vùng OF mà có chữ Recovery đúng ngay chúng ta tạo ấy. Bây giờ nó đã có biểu tượng của một cái phân vùng khởi động, phân vùng cài Win. Để kiểm tra xem phân vùng này đã hoạt động hay chưa thì chúng ta sẽ tiến hành khởi động lại máy. Các bạn sẽ vào Start, sau đó chọn Reset. Đây, các bạn để ý, vừa nãy mình để 10 giây để lựa chọn hệ điều hành. Nếu như các bạn không lựa chọn thì máy sẽ tự động đăng nhập vào cái phần Windows 10. Còn nếu như chúng ta lựa chọn thì máy sẽ đăng nhập vào cái phân vùng chúng ta lựa chọn. Như vậy là mình đã tạo thành công cái phân vùng Recovery. Bây giờ để kiểm tra xem phân vùng này có hoạt động hay không thì mình sẽ đăng nhập vào cái phân vùng Recovery này. Đó, như vậy là đã vào được cái phần cài đặt của phân vùng Recovery. Từ bây giờ, khi máy các bạn gặp các cái lỗi, ví dụ như lỗi màn hình xanh,
lỗi khởi động, lỗi treo chậm trong quá trình sử dụng, các bạn có thể sử dụng cái phân vùng recovery này để cài đặt lại hệ điều hành hoặc là khắc phục những cái lỗi gặp phải của hệ điều hành. Đây, mình sẽ cài lại hệ điều hành cho các bạn xem. Đây, file cài đặt đã được gọi lên. Khi gặp lỗi, chúng ta sẽ chạy vào cái phần recovery này và để gọi cái file cài đặt lên. Ở đây, sau khi file cài đặt được gọi lên, các bạn nhấn Next. Sau đó, các bạn có thể bấm vào phần Repair do computer để sửa chữa, hoặc các bạn có thể cài lại luôn cái hệ điều hành bằng cách bấm vào Install Now. Tại cửa sổ này, các bạn có thể bấm vào cái phần I don't have a root key, tức là tôi không có một mã cây. Trường hợp nếu máy các bạn đã kích hoạt bản quyền kỹ thuật số thì các bạn cũng cứ vẫn bấm vào cái phần này. Sau khi cài đặt xong, máy sẽ tự động được kích hoạt lại bản quyền kỹ thuật số. Các bạn bấm vào phần I don't have a root key. Chọn phiên bản Windows các bạn muốn cài đặt. Ở đây mình sẽ chọn ví dụ như phiên bản Windows 10 Pro. Đây là bản 32 bit. Sau đó nhấn Next. Bấm vào I escape the Lindsay. Sau đó nhấn Next. Sau đó các bạn có thể update hoặc chọn vào phần Custom. Ở đây mình sẽ chọn vào phần Custom Install Windows. Các bạn chọn cái ổ đĩa C của các bạn để cài Windows. Nếu bạn không chắc chắn cái ổ đĩa của bạn có dung lượng bao nhiêu ấy, thì các bạn bấm cho mình phím Shift F10. Lúc này cái cửa sổ hiện lên, các bạn đánh tiếp cho mình từ khóa Notepad, sau đó Enter. Cửa sổ Notepad hiện lên, các bạn bấm vào mục File, sau đó chọn Open. Ở đây, các bạn bấm vào phần ZPC. Và các bạn để ý cho mình ở đây có các cái thư mục C, D, E có dung lượng khác nhau. Các bạn hãy mở lần lượt từng cái phân vùng ổ cứng ra. Phân vùng nào có thư mục Program File và cái thư mục Windows thì đó chính là cái phân vùng cài Win của các bạn. Thì trong trường hợp này cái Local Disk C này của mình chính là ổ cài Win. Ổ đĩa này có tổng dung lượng là 40GB và còn đang dư 25GB. Các bạn lưu ý cho mình nhé, tổng dung lượng 40GB và dư 25GB. Sau khi biết được cái tổng dung lượng và cái dung lượng còn trống, các bạn hãy đóng các cái cửa sổ này lại. Ở đây các bạn để ý, như mình vừa xem ấy, thì tổng dung lượng là 40GB này và còn dư 25GB thì là đúng cái phân vùng Partition 1 này. Các bạn bấm vào đây. Và để cài một cái bản Win sạch nhất thì các bạn hãy format cái phân vùng này đi cho mình. Sau đó bấm OK. Sau khi đã format thì cái tổng dung lượng trống của các bạn lúc này nó đang là 40GB. Các bạn bấm chọn vào. Sau đó bấm Next để tiếp tục. Công việc tiếp theo là chờ cho quá trình cài đặt Windows được tiến hành. Quá trình này thì cũng sẽ mất tương đối thời gian đấy. Nó sẽ mất khoảng từ 20 cho đến 50 phút và có thể lâu hơn tùy vào cấu hình máy. Nếu máy của các bạn sử dụng ổ SSD và có cấu hình cao thì quá trình này sẽ mất chỉ khoảng 10 đến 20 phút. Nhưng nếu cấu hình thấp thì nó sẽ rất lâu. Trong video này mình sẽ tua nhanh qua đoạn này để tiết kiệm cái thời lượng video. Tiếp theo là quá trình thiết lập một số cái cài đặt để có thể sử dụng Windows 10. Đầu tiên là cái phần chọn vùng các bạn đang sinh sống thì các bạn có thể kéo xuống chọn Việt Nam. Còn ở đây mình sẽ vẫn chọn là United States. Cửa sổ tiếp theo yêu cầu chúng ta chọn kiểu bàn phím, mình sẽ chọn là US. Các bạn có thể chọn kiểu bàn phím khác. Còn ở Việt Nam chúng ta thì kiểu bàn phím sử dụng phổ biến hiện nay vẫn là kiểu bàn phím US. Sau đó chọn Yes. Máy hỏi các bạn có muốn thêm một kiểu bàn phím khác không, thì các bạn có thể bấm vào Add Layout để thêm một kiểu bàn phím khác. Còn nếu không thì các bạn bấm vào Skip. Trường hợp này mình không có nhu cầu thêm một kiểu bàn phím khác, do vậy mình sẽ bấm vào Skip để bỏ qua. Sau đó một cửa sổ hiện lên thông báo sẽ cài đặt một số cái thiết lập quan trọng cho máy tính của các bạn, thì các bạn vui lòng chờ đợi trong giây lát, vui lòng không tắt máy khi đang thực hiện quá trình cài đặt để tránh xảy ra các cái tình trạng lỗi cài đặt không thành công dẫn tới lỗi hệ điều hành và chúng ta lại phải cài đặt lại nhiều lần. Tiếp theo có hai lựa chọn cho các bạn. Lựa chọn thứ nhất là sử dụng với mục đích cá nhân và lựa chọn thứ hai là sử dụng đối với các cái doanh nghiệp.
các bạn có thể chọn vào các cái phần mà các bạn cảm thấy phù hợp. Còn đối với bản thân mình thì mình sẽ chọn vào cái phần thiết lập để sử dụng cho mục đích cá nhân. Sau đó bấm Next. Tiếp theo đến cái phần Sign in with Microsoft. Thì ở đây các bạn có thể đăng nhập bằng cái tài khoản Microsoft của các bạn. Tài khoản Microsoft của các bạn có thể sử dụng địa chỉ mail, số điện thoại hoặc nick Skype để đăng ký cái tài khoản Microsoft. Còn trường hợp nếu các bạn chưa có cái tài khoản Microsoft thì các bạn bấm vào cho mình cái phần Offline Account. Tại đây phần name các bạn đánh cho mình tên máy tính mà các bạn muốn đặt. Ví dụ ở đây mình sẽ đặt là Nam Loan. Sau đó bấm Next. Đối với phần password thì các bạn có thể đánh password hoặc không. Trường hợp nếu các bạn không muốn sử dụng password thì hãy để trống cái phần password này, sau đó Next để tiếp tục. Tiếp theo đó là một số cái lịch sử sử dụng cái phần này. Các bạn hãy bấm No cho mình. Tiếp theo các bạn sẽ được chuyển đến cái cửa sổ về việc các bạn có muốn sử dụng trợ lý ảo Cortana không. Nếu các bạn không muốn sử dụng trợ lý ảo Cortana thì các bạn hãy bấm vào Delete. Nếu các bạn đồng ý thì các bạn bấm vào Escape. Trợ lý ảo Cortana nói chung là chưa hỗ trợ tiếng Việt, chỉ hỗ trợ có tiếng Anh thôi. Do vậy mình sẽ bấm vào Delete để bỏ qua. Tiếp theo là một số cái tùy chọn về theo dõi quá trình sử dụng máy của các bạn để Microsoft có thể đưa ra những cái bản vá lỗi Windows. Nhưng đây cũng là một cái điểm giúp Microsoft theo dõi cái quá trình sử dụng máy của các bạn. Do vậy, có một số cái thông tin cá nhân sẽ bị thu thập để sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, ví dụ như là mục đích quảng cáo. Do vậy, các bạn không hiểu thì các bạn hãy tắt hết đi cho mình. Ở đây mình sẽ tắt toàn bộ cái phần này đi. Tất nhiên, những cái cài đặt này các bạn sẽ vẫn có thể bật lại sau khi đăng nhập vào Windows. Sau đó bấm Escape. Và giờ thì công việc tiếp theo đó là ngồi chờ một lát để cho quá trình cài đặt được hoàn tất. Như vậy là quá trình cài đặt lại Windows đã hoàn tất. Như các bạn đã thấy, chúng ta đã có thể sử dụng cái phân vùng Recovery mà chúng ta vừa tạo lúc nãy để cài đặt lại Windows. Khi Windows bị các cái lỗi treo chậm hoặc lỗi màn hình xanh thì các bạn có thể sử dụng cái phân vùng này để cài đặt lại Windows một cách nhanh chóng. Giờ chúng ta sẽ mở ZPC lên để kiểm tra xem cái phân vùng Recovery có còn không sau khi chúng ta cài lại Win. Thì như các bạn thấy, phân vùng Recovery vẫn còn, nhưng chúng ta có thể sử dụng nó để tiếp tục sửa chữa hoặc cài đặt Windows khi máy tính gặp lỗi hay không. Để kiểm tra xem cái phân vùng này nó có còn hoạt động nữa hay không, rất đơn giản, chúng ta sẽ chỉ cần khởi động lại máy tính. Các bạn vào Start, sau đó bấm vào Power, chọn Restart. Nếu như cửa sổ chọn cái phân vùng khởi động vẫn hiện lên thì tức là cái phân vùng Recovery của chúng ta vẫn sẽ sử dụng được. Trong trường hợp này, cái cửa sổ chọn phân vùng khởi động không còn. Như vậy, chúng ta có thể thấy sau khi các bạn cài lại Windows thì cái ổ của các bạn sẽ không sử dụng để tiếp tục cài đặt được nữa. Vậy, trong trường hợp này, sau khi cài lại Windows để cái phân vùng Recovery này có thể tiếp tục sử dụng thì chúng ta sẽ phải sử dụng cái phần mềm EasyBCD để thiết lập lại một số những cái cài đặt giúp cho cái phần vùng Recovery này có thể khởi động cùng Win bằng cách như sau. Các bạn phải cài đặt lại cái file ECBCD, chọn Yes. Tiếp theo các bạn sẽ chỉ cần Next liên tục để cài đặt, sau đó bấm Finish. Tiếp theo các bạn bấm Go để mở phần OK. Như các bạn thấy, tại giao diện chính của phần mềm hiện tại chỉ có một cái intray, đó là Windows 10. Thì giờ các bạn sẽ phải add thêm một cái intray từ cái phân vùng Recovery lúc nãy bằng cách bấm vào Add Intray. Ở đây các bạn chọn sang mục Win PE. Mục Name các bạn tiếp tục đặt là Recovery. Mục Path các bạn bấm chọn tới cái phân vùng Recovery, sau đó bấm vào cái thư mục Source. Sau đó chọn vào phần Boot
.wim. Sau đó bấm vào Add in child. Đối với các phiên bản ECBCD cũ hơn thì đây nó sẽ là một cái chữ Add in child, còn đối với phiên bản 2.4 trở lên nó sẽ là một cái hình dấu cộng. Các bạn hãy bấm vào đó. Sẽ có một cái thông báo successful hiện lên để báo thành công. Lúc này các bạn bấm vào cái mục Exit Bot Menu. Nó sẽ hiện thêm một cái mục là Recovery. Thì các bạn có thể thiết đặt lại một số cái cài đặt, ví dụ như là số giây hiển thị, để các bạn lựa chọn giữa Win 10 và Recovery. Thì mình sẽ vẫn chỉ đặt là 10 giây. Và cái Default, tức là khi cửa sổ hiển lên, nếu bạn không thao tác gì thì nó sẽ chọn cái phần bạn tích Default này để nó khởi động vào. Nếu bạn tích ở Windows 10 thì sau 10 giây nếu bạn không thao tác gì nó sẽ tự động đăng nhập Windows 10. Còn nếu bạn tích ở mục Recovery thì sau 10 giây nếu bạn không thao tác, Windows sẽ tự động đăng nhập vào cái phân vùng Recovery này để gọi cái file cài đặt Windows lên. Ở đây mình sẽ chọn là Windows 10. Sau đó bấm Server Setting. Sẽ có một cái thông báo là cài đặt thành công, successful ở đây. Giờ các bạn hãy tắt cái chương trình ECBCD lên. Vậy câu hỏi đặt ra là phân vùng này có còn hoạt động nữa không, và chúng ta có thể cài lại Windows bằng phân vùng này nữa hay không? Thì để trả lời được câu hỏi này, chúng ta sẽ có một cách, đó là sẽ khởi động lại máy để kiểm tra xem phân vùng ổ đĩa có còn hoạt động hay không bằng cách vào Start, sau đó chọn Restart. Như các bạn thấy, hiện tại vẫn còn cửa sổ để cho chúng ta chọn đăng nhập Windows 10 hay Recovery. Chúng ta sẽ thử đăng nhập vào Recovery xem có được không nhé. Mình sẽ Enter này. Như các bạn thấy, chúng ta vẫn có thể sử dụng cái phân vùng đó để sửa chữa, cài đặt Windows, cứu hộ máy tính khi máy gặp lỗi. Rất đơn giản phải không? Bây giờ chúng ta sẽ mở ZPC lên. Như các bạn thấy, khi các bạn tạo một cái phân vùng cứu hộ máy tính Recovery trên máy tính thì lúc này cái phân vùng này lúc nào nó cũng hiển thị ở trong ZPC, rất khó chịu. Vậy chúng ta sẽ ẩn cái phân vùng này đi bằng cách các bạn kích chuột phải vào ZPC, sau đó chọn Management. Tiếp theo các bạn bấm vào mục Disk Management. Ở đây các bạn để ý cái phân vùng Recovery 10GB đây. Các bạn kích chuột phải, chọn vào mục Change Driver Rector and Path. Sau đó các bạn bấm vào nút Remove để gỡ bỏ cái ký tự gắn cho cái phân vùng này. Cửa sổ hiện lên thông báo là sẽ bỏ ký tự gắn cho ổ đĩa, thì lúc này các bạn nhấn Yes. Đây, lúc này các bạn để ý sẽ thấy phân vùng Recovery sẽ không còn gắn với cái ký hiệu ổ đĩa E như lúc nãy nữa. Bây giờ chúng ta sẽ tắt cái phần Computer Management này đi và quay trở lại ZPC. Đây, quay trở lại ZPC, các bạn thấy phân vùng ổ đĩa E Recovery đã được ẩn đi, rất thuận tiện cho chúng ta trong quá trình sử dụng. Vậy câu hỏi đặt ra là sau khi ẩn cái phân vùng ổ đĩa E, phân vùng Recovery đi, thì phân vùng này có còn hoạt động nữa không, và chúng ta có thể cài lại Windows bằng phân vùng này nữa hay không? Thì để trả lời được câu hỏi này, chúng ta sẽ có một cách, đó là sẽ khởi động lại máy để kiểm tra xem phân vùng ổ đĩa có còn hoạt động hay không bằng cách vào Start, sau đó chọn Restart. Như các bạn thấy, hiện tại vẫn còn cửa sổ để cho chúng ta chọn đăng nhập Windows 10 hay Recovery. Chúng ta sẽ thử đăng nhập vào Recovery xem có được không nhé. Mình sẽ Enter này. Như các bạn thấy, sau khi chúng ta ẩn cái phân vùng Recovery đi thì chúng ta vẫn có thể sử dụng cái phân vùng đó để sửa chữa, cài đặt Windows, cứu hộ máy tính khi máy gặp lỗi. Rất đơn giản phải không? Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách tạo một cái phân vùng cứu hộ máy tính để sửa chữa, cài đặt lại Windows khi các bạn gặp phải lỗi trong quá trình sử dụng Windows mà không cần phải sử dụng tới các cái đĩa hoặc các cái USB cứu hộ. Với cách này, các bạn có thể cài đặt lại Windows bất cứ lúc nào khi các bạn muốn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có video mới nhất được đăng tải. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.